Quay đây đấy. Và chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Táo nha. Và xin trân trọng giới thiệu quý vị là bây giờ là đúng 12 giờ trưa ngày 12 tháng 8 năm 2019. Vâng, thì tôi đang có mặt tại khu 4 xã Trung Giáp. Vâng, tại nhà mình tên là gì nhỉ? Vâng, nhà cháu Trà ở khu 6 xã Trung Giáp, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đây. Vâng, để chúng tôi bàn giao cho anh ấy là một bộ cuốn thư câu đối. Vâng, thì đây toàn cảnh quý vị nhìn, đây là ngôi nhà của anh, nhà mới đây đang bắt đầu hoàn thiện. Vâng, chưa xong hẳn. Vâng, thì hôm nay chúng tôi đang đến để lắp đặt bộ cuốn thư câu đối cho nhà anh ấy. Ngôi nhà rất là to đẹp. Vâng. Thì bây giờ chúng tôi vào để quay chi tiết cho quý vị cùng chiêm ngưỡng và tham khảo bộ cuốn thư câu đối. Đây là trước màn hình quý vị, đây là bộ cuốn thư câu đối chúng tôi vừa bị treo này. Chất liệu bằng gỗ mít. Vâng, được người rắc vàng Đài Loan. Đấy, trên hình ảnh quý vị đây là cháu Trà, chủ nhà này. Quý vị nào muốn sử dụng bộ cuốn thư câu đối như của nhà cháu Trà ở khu 6, xã Trung Giáp, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ thì sẽ xin liên hệ với số Phú Ninh. Xin liên hệ với số điện thoại là 0987 510806 nha. Đây thuộc Phú Ninh.